Xin chào mọi người. Hôm nay mình với Kim Chi đang làm kiểu gì kia? Suốt ngày nằm kiểu kiểu đấy à Kim Chi? Kim Chi hình như đang ngủ đấy. Hôm nay thì mình mới tắm rửa sạch sẽ cho ba đứa xong. Củ cải, Kim Chi và củ đậu đều được tắm rửa rất là sạch sẽ. Thì hôm nay mình sẽ thử phản ứng của củ đậu khi mình rủ củ cải và Kim Chi lên giường của mình nằm. Nay tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi nên là được phép lên giường nằm. Thì xem củ đậu nó sẽ như thế nào. Củ cải Kim Chi bây giờ mình rủ lên giường phát là lên lên ngay đấy. Đây Kim Chi dậy đấy. Đậu này cắn áo kìa, cắn áo cải. Đậu không cắn đâu ơi, đậu củ đậu không cắn à, củ đậu thì vẫn chưa trèo lên giường được nên là mình sẽ thử củ cải. Bây giờ mình chỉ cần vẫy tay cái là lên cái đi lên giường. À uống được, ông uống được. Uống nước cái đã. Kim Chi à? Kim Chi, dậy đi. Kim Chi ơi, ngủ say đấy. Kim Chi ơi, đi chơi. Đi, lên đây, chạy lên đây. Lên đây, lên đây, lên đây, giờ nằm ngủ, tối nay ngủ trên giường. Đấy, rồi nằm xuống, Kim Chi rồi. Hai đứa mày nằm xuống nào. Nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống, nằm xuống. Nhanh, nằm xuống. Kim Chi nằm xuống. Cô cái hóng cái gì, nằm xuống. Nằm xuống nào nhanh. Cô cái nằm xuống nhanh. Cái nằm xuống nhanh. Nằm xuống. Mày nằm kiểu gì này. Cái đứng dậy, đến đây nằm. Đứng dậy, đến đây nằm. Cái đứng dậy, đến đây. Cái đứng dậy, đến đây. Cái đứng dậy, đến đây nằm. Thôi nằm đấy cơ. Rồi, ok, mình sẽ đặt máy quay. Không được đi đâu rồi. Rồi, rồi, đi đây. Đi, chào đây. Đi đây. Đi đây. Đi đây. Đi đây nào, đi đây, đi lên giường nào. Đi. Đi đây. Đi, đi đây. Đấy, đã tông dép mình lên, tông cái dép của mình lên đấy rồi. Nào, đâu nào, đi đến đây nhé, lên giường nào nhé. Ok, lên giường nào.